Hello anh em, hôm nay mình xin chia sẻ cái mô hình nuôi cô gái sinh sản tại nhà cho anh em tham khảo. Những anh em mới chơi, chưa có kinh nghiệm hoặc là biết cách bố trí chuồng như thế nào, cho ăn như thế nào để chim sinh sản, thì trong clip này mình sẽ chia sẻ những cái cách mà mình đã làm và đã thành công. Còn những anh em nuôi cô chuyên nghiệp thì mình không nói rồi. Thì như anh em thấy, đây là cái chuồng sinh sản của mình. Thì cái chuồng sinh sản này á, là mình tự làm anh em, nó rất là rẻ. Cái lưới này là mình mua ở ngoài tiệm. Anh em ra ngoài tiệm, con này nó gù quá, ồn quá. Anh em ra ngồi tiệm bán lưới lưới rào gà này nè, thì một cái khổ nó rộng 1 mét, 1 mét tới là 30 ngàn. Thì anh em mua về, anh em mua dây rút nữa, anh em lòm cái kích cỡ của mình. Đây là từ đây qua đây là 1 mét nha anh em, để mình tính lại nè, 1 2 3 4, đúng rồi, từ đây qua đây là 1 mét, chiều dài nó là 1 mét, còn chiều rộng của nó là hơn 40, cả 45, tức là 1 mét nhân 45, nhân 45 dài, và chiều rộng chiều cao cũng như vậy. Ồn quá, cu nó gái ồn quá. Thì cái lồng như vậy, và anh em mình chia đâu ra như thế này, mình chia đâu ra. Cái lồng cu này nếu anh em không chia đôi thì nó cũng hơi phí. Con chim cu Thái, anh em nuôi con cu Thái cỡ như thế này là đủ diện tích rồi. Và anh em thiết kế cây đậu nè, cái cây đậu này mình để thấp, rất là sát dưới sàn nè. Để làm cái gì? Là nhiều anh em để cái cây mà chim đậu á, là anh em không hiểu con cu. Vì con cu nó ở trong lồng nó cũng phải bay nữa, nó phải bay để nó lấy sức, nó tập thể dục, nó bay. Thì mình phải, nếu mà anh em để cây mà giữa lồng thì nó sẽ không thoải mái. Mặc dù cái lồng của mình nó nhỏ, nhưng mà mình để cây hợp lý. Cái cây này mình để sát dưới sàn, anh em thấy không? Để sát dưới sàn này, thấy chưa? Đó. Và cái cây này thì mình để sát ra ngoài này. Như vậy là ở trong cái lồng con cu nó, đây này một cây túc trên trần này, và có anh em thiết kế cái ổ trong đó, sát bên kia. Và đối với ổ mà nuôi đẻ thì anh em nên trùm kín ở cái góc ổ nó, anh em phải trùm kín nè. Tại sao chúng ta phải trùm kín ở phía ổ? Vì con chim nó phải tĩnh lặng, nó nếu mà nó trống như vậy thì anh em chim sẽ khó đẻ, và nó không an toàn, nó cộng giấc không an toàn hàng này nọ, nó sẽ không kích thích sinh sản. Anh em chỉ để lại một mặt phía trước này thôi, một mặt phía trước này là mình sẽ cho ăn, cái cửa ở đây luôn, mình sẽ cho ăn ở đây. Còn mặt sau nữa, mình nghĩ là anh em trùm kín hết lại, trùm kín mặt bên hông này, mặt sau ổ này ở trên nóc nữa. Và cách bố trí ở trong chuồng này nó rất là nhiều lọ. Đây là một cái lọ nước nè anh em, còn anh em làm thêm mấy lọ nữa, tức là có thể là anh em bỏ này, một hũ này là khoáng nè, khoáng này tự mình làm anh em. Thì nó là vỏ trứng với lại phân trùng với lại cát sỏi, cát xây nhà, vỏ trứng, phân trùng, các thứ mình trộn vô để con chim nó bổ sung vô cái đường tiêu hóa và các chất của nó. Còn mấy cái hũ này thì anh em bỏ bột. Con chim mà nuôi sinh sản thì anh em phải cho nó ăn bột được. Nếu mà con chim nuôi sinh sản mà anh em không cho ăn bột thì nó sẽ không đủ chất anh em nhé. Và lúa kê anh em bổ sung. Thì cái chế độ sinh sản của con cu gái thì chủ yếu là khoáng nè, lúa kê thì một tuần anh em cho kê thì một tuần anh em cho khoảng vài lần thôi, còn lại chủ yếu là lúa và bột, thì anh em xen kẽ như vậy. Và ở dưới chuồng mình để một cái khay để làm gì, tức là cái khay đó thì mình để đủ cát đó anh em, nhưng mà giờ nó hết rồi,
Tức là mình sẽ khoán, cái khoán anh em tự làm đó là cát xây nhà, anh em lấy cát xây nhà cái hột như hạt tiêu nhỏ nhỏ hơn như hạt kê vậy, anh em trộn với lại vỏ trứng, anh em trộn với lại phân trùng gì đó, anh em bổ sung vào trong cái khay đó, tự nó mổ nó ăn đó. Như vậy là nó bổ sung dưỡng chất cho con cu rất là tốt. Về cái tổ của con cu thì anh em lập cái rổ như vậy, con cu này đang ấp anh em này, đây là con cu này đang ấp, thì anh em lập cái rổ như vậy. Đây anh em thấy cái khay của mình không đó, cái khay này mình để cát xây nhà với lại vỏ trứng, nhưng mà nó lựa vỏ trứng nó ăn hết rồi, và còn lại cát như vậy, nó giống y như ngoài tự nhiên như vậy, để cho con cu nó bổ sung cái đường tiêu hóa, nó xay xát cái ruột của nó, vì nó là cái giống gia cầm cho nên là luôn luôn cần những cái hạt cát hạt sỏi, còn vỏ trứng là để bổ sung canxi. Thì con cu rất thích làm cái tổ của nó là bằng rễ xanh nghe anh em, cái cây xanh á, anh em biết cây xanh không, cây xanh mà người ta làm cảnh á, nó cái rễ nó thòng thòng dài dài xuống á, thì cái cây xanh nó anh em lấy cái rễ anh em cuộn lại như thế này, vừa vừa lại anh em làm cái tổ anh em bỏ lên đó, hoặc là anh em sẽ lấy cái rễ xanh này anh em cắt ra khoảng là 30 cm 20 cm gì đó, anh em bỏ vô tự nó sẽ gấp rót và tha lên trên cái tổ của nó. Cái cặp này nó hất cái tổ ra vì nó đang gây lộn với nhau, nó hất tổ ra, nhưng mà cái cặp này là nó không có hất tổ ra, nó đẻ, cặp này đã đẻ được một lứa rồi anh em, chim tơ đẻ được một lứa rồi. Đó là những cái cách mà mình chia sẻ cho anh em. Thì nuôi sinh sản thì cái mô hình nó rất là quan trọng. Cái mô hình này là mình xem trên mạng và học hỏi một số anh em nuôi để set set up cái lồng như vậy, thì nó sẽ sinh sản rất là tốt. Đôi lúc có những anh em không biết che chắn, ví dụ như che chỗ cái tổ nó, hoặc là che mặt sau mặt trên, hay là cho ăn cái chế độ như thế nào á, thì nó sinh sản không được. Và mình cũng nói thêm cho anh em á, là khi con cu sinh sản á, thì con cu tơ lên nhé, một hai lứa đầu thì anh em chấp nhận bỏ, hoặc là nó sẽ hư, đó là điều hiển nhiên vì nó chưa có kinh nghiệm. Như cái cặp này mình ghép đẻ, nhưng mà con trống này nó cắn con lứa này sơ sát hết trơn này, con mái này là con mái ta, con chim ta, còn con này là con thớ đen. Mình ghép vô và đầu tiên nó hợp rồi, hai con này nó hợp rồi, nhưng mà sao không hiểu thời gian sau thì nó lại cắn con đó chết đi sống lại như vậy. Có lẽ là mình sẽ tách nó ra ngoài lại, con này nó sung quá là nó sẽ ép con kia. Thì trong quá trình nuôi á, là anh em phải theo dõi một hai lứa đầu thì nó sẽ bỏ trứng, nó sẽ bỏ, nó không biết ấp hoặc là nó hư, thì anh em phải thông cảm, điều đó là hoàn toàn đúng. Khi con cu nó trải qua một hai ba lứa đầu hư trứng thì từ từ nó mới có kinh nghiệm. Thậm chí có những con cu khi đẻ đi ấp nở, con nó nở ra rồi nhưng mà nó nuôi con nó vụng về, nó làm cho con nó chết, thì chấp nhận điều đó, nhưng mà từ từ nó, anh em cứ để im, từ từ một hai lứa sau nó sẽ có kinh nghiệm và biết hơn, tức là tự nó sẽ hiểu, nó có kinh nghiệm hơn. Lần lần nó đẻ được rồi một hai lứa rồi á, thì nó sẽ ok hơn. Và mình cũng chia sẻ cho anh em, đây con chim này nó ăn nè anh em đó. Mình cũng chia sẻ cho anh em á, là khi mà con cu nó ấp nở rồi á, thì con cu anh em để cho con cu nó nuôi tầm 7 ngày 5 ngày 5 7 ngày thì mình đã tách ra rồi. Khi mà con cu nó vừa ra lông ống á, là mình tách con cu ra rồi để mình nuôi, mình sẽ bơm bột ở ngoài mình nuôi để cho nó tốt và nó nhanh lớn, đồng thời là con mẹ nó dưỡng sức để nó đẻ tiếp lứa theo. Và khi mình tách cu còn nhỏ ra thì mình nuôi á, là con cu nó sẽ khôn và dạn hơn. Còn nếu mà anh em để cho mẹ nó nuôi mà lớn ra lông đồ đó, thì con cu con đó nó rất là nhát và nó sợ sợ người, vì nó biết bố mẹ nó nuôi nó và không gần gũi, con người không gần gũi từ khi nhỏ, cho nên là con cu nó hơi nhát mặc dù là nuôi sinh sản tại nhà. Đó đó là điều mà mình chia sẻ với anh em. Đối với mình thì mình tầm 7 ngày 5 ngày gì đó là mình đã tách chim ra nuôi rồi, khi con cu nó vừa ra lông ống là mình đã tách ra nuôi rồi. Và khi mà nuôi chim con á, thì
anh em phải có máy ấp để anh em chỉnh nhiệt độ khoảng 33 độ, 32 độ để cho chim con nó nằm, nó ấp. Nó nằm để có nhiệt độ ngủ qua đêm. Còn lại bột thì anh em xay cắm gà thật là mịn ra. Và anh em xay cắm gà thật là mịn ra và anh em bơm cho chim con thôi. Cái đó thì mình nói sau. Thì trong clip này thì mình chỉ giới thiệu cho anh em về cái cách mà làm cái lòng, chia cái lòng hay là để cái món ăn như thế này. Mình nói thật chứ nhiều anh em để mấy cái cây đậu này nè, nhiều anh em để mấy cái cây đậu nó không hợp lý. Mình nói lại, nhiều anh em để cái cây đậu này không hợp lý. Anh em để tầm bay tầm bạ nó không có không gian, mặc dù cái lòng của mình nó chỉ là cái này, nếu mà chia đâu ra cái này là nửa mét này, là 50 này, 50 nhân 45 nhân 45. Dài rộng cao nó là một cái hình lập phương đó anh em, cỡ tầm như vậy, 50 nhân cái này là 45 hoặc là 50 vẫn được, nhân 50. Và anh em cái cây này để sát sườn để cho nó đậu. Còn cái cây này ở hàng trước này là nó cũng không ảnh hưởng để nó đứng lên cái cây này. Cây này là để cho nó đứng, cây này nó đứng lên nó ăn thôi. Còn cây này là để nó lên ổ, để nó từ cái cây này nó lên để nó qua ổ. Anh em set up ba hàng cây như vậy. Và ở trong lòng nó có một không gian rất là rộng. Mình thường quan sát thấy là con chim nó thường bay, nó bay trên không trung, anh em bay 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 như vậy để nó tập thể dục, nó khỏe khoắn con người nó. À, là cái lòng mặc dù cái lòng như thế này nhưng mà nó bay rất là thoải mái, nó bay phành 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 trong này để nó hứng khởi, nó tập thể dục đó. À, còn nếu anh em mà để cây lộn xả hết giữa lòng hay này nọ, anh em sắp xếp cây không hợp lý á thì nó sẽ cản cái đường bay của con chim ở trong cái lòng này. Thì mình chia sẻ như vậy thôi. Còn ghép đẻ thì cũng cũng hợp anh em, cặp nào nó hợp thì nó cặp nào nó hợp thì nó sẽ sinh sản rất là tốt, còn cặp nào nó không hợp thì đôi khi nó đánh nhau, mình phải can thiệp. Cái đó mình sẽ chia sẻ trong những clip sau. Anh em nào thích con chim này nè. Một con chim này là một con thái đen đó. Mình anh em nào thích con chim này thì có thể gọi cho mình theo số điện thoại ở cuối clip. Mình có thể bán con chim này. Con này ghép sinh sản không được, con trống đây. Trống anh em có thể đem con này về tập làm mồi đất cũng được. Rất là hợp lý. Anh em nuôi chim khách cũng được. Con chim này thì nếu như mình bán thì với giá 2 triệu nha anh em. Đó con trống đó đó. Anh em nào thích thì có thể gọi mình. Mình có thể gửi gửi xe đi miền Nam hay miền Bắc được. Anh em nào gần bến xe, đường quốc lộ thì có thể nhận được. Đây con chim này đang thúc ổ anh em nè. Đó, nó đang thúc ổ đó. Con này đang ấp nè. Con này đẻ một lứa rồi. Đây con của nó là con, đây đưa đứa con của nó nè. À, nó là lứa đầu tiên, bây giờ nó đẻ lứa tiếp theo. Rồi, vừa rồi là mình mới chia sẻ cho anh em một số cái cách mình làm để nuôi chim cô gái sinh sản tại nhà. Thì có điều gì đó thiếu sót hoặc là không phải thì mong anh em bỏ qua. Cảm ơn anh em đã xem clip. À, chúc anh em vui vẻ. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Xin chào anh em.